Kính thưa quý vị đại biểu, cồng chiêng từ xưa đến nay là một nét đẹp văn hóa đặc trưng của bản Mường. Này em gái xứ Mường ta ơi, những chiếc vòng lung linh suối thác, tóc mây bay sắc núi vua bà, chiêng cùng em trong ngày hội bản ta, bình dị thôi mà thiêng liêng đến thế, hội tan rồi còn vọng mãi trong tim. Hỡi những cô em gái xứ Mường, thả thần thái trong tiếng chiêng huyền thoại, tiếng chân ngan hay là tiếng em đó, cho em về chung bản cùng em, chung hũ rượu cần bên bếp lửa thân quen, chung hội cồng chiêng thả hồn vào gió. Giữ lấy em ơi những gì ta có, tiếng chiêng Mường còn mãi mãi ngân xa. Vâng, để mở đầu cho chương trình văn nghệ trong buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, tiết mục cồng chiêng trời hội được kết hợp giữa làn điệu dân ca Mường hòa trong tiếng cồng chiêng do đội cồng chiêng thôn Cửa Khâu thể hiện. Wow, ở đâu mà xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy? Mình phải sang làm quen mới được. Chào em, cô gái xinh đẹp. Em chào anh ạ. Em từ đâu đến vậy mà em đi đâu thế? Hôm nay trông em xinh đẹp như một bông hoa của núi rừng vậy. Còn anh đi đâu mà vui thế ạ? Anh đang trên đường đi đến tham dự lễ hội đón mừng làng văn hóa của thôn anh. Em có muốn đi cùng anh không? À, em rất muốn đi ạ. Anh ơi, thế anh có cái gì đây mà đẹp thế hả? Ồ, đây là quà con anh luôn mang theo bên mình để tặng cho người con gái mà anh thương. Anh tặng em này. Tặng em ấy hả? Em cảm ơn ạ. Đẹp thế. Ai về thăm tá Đông Xuân, dừng chân ghé lại Cửa Khâu quê mình, mà xem phong cảnh đổi thay, nhà nhà ngói đỏ, hàng cây xanh đường. Anh ơi, thích thế nhở? Em cũng muốn được đến tham dự lễ hội của quê hương anh có được không ạ? Nào, chúng ta cùng đi thôi. Thank you.
nói có đúng không? Để anh giới thiệu cho em biết một số trò chơi trong lễ hội ngày hôm nay nhé. Anh ơi, kia là cái gì đấy ạ? À, cái cột cao kia đúng không em? Đấy là người ta gọi là còn đấy em ạ. Mọi người đang thi ném còn đấy. Nếu ai ném trúng cái vòng tròn ở trên cao kia kìa thì người đó sẽ là người thắng cuộc đấy em ạ. Anh nhìn đấy. Ồ, còn đây là đi cạc keo đấy. Em có muốn đi thử không? Nếu muốn đi được thì đòi hỏi phải có sự khéo léo đấy em ạ. Không biết là em có đi được không anh ạ? Để lát nữa anh dạy em nhé. Vâng ạ. Giới thiệu với em, đây là các bà, các mẹ, các chị đang đánh cổng chiêng đấy em. Tiếng chiêng vang lên được ví như linh hồn của mọi vật, xua đi mọi ưu phiền, gọi no ấm về cho thôn bản. Ngày nay, để giữ gìn bản sắc văn hóa cồng chiêng của thôn bản, các bà, các mẹ, các chị đã truyền đạt lại cho giới trẻ để tiếng chiêng không bị mai một theo thời gian em ạ. Em có thấy mọi người đang thắng co cái kia không? Đấy gọi là kéo co đấy. Mọi người đang thi tài đấy em ạ. Anh ơi, thế còn đây là cái gì mà em thấy anh mang mãi rồi ạ? Ồ, đây là cây nỏ mà người miền xuôi thường gọi là cây ná em ạ. Ngày xưa thì bọn anh thường dùng để săn bắn ở trên nương, trên giấy. Còn ngày nay chỉ trong những dịp lễ hội như thế này, bọn anh mới được sử dụng để tham gia lễ hội thôi. Em có thấy mọi người đang nhảy sạp không? Em có muốn tham gia thử không? Anh ấy có khó không ạ? Để anh dạy em nhé. Chơi dân gian như vậy, bên cạnh đó các bà, các mẹ, các chị còn có những lời ca, những tiếng hát, những điệu đò mang đậm đà bản sắc dân tộc của quê anh. Em có muốn tham gia múa hát cùng mọi người không? Vậy thì em cũng muốn được thưởng thức cùng mọi người ạ. Nào, chúng ta cùng tham gia thôi. Cảnh quê hương anh thật là tuyệt vời. Em chẳng muốn về nữa đâu. Vâng, một tiết mục mang đậm đà bản sắc của những người con xứ Mường. Xin được cảm ơn tất cả các bác, các cô, các anh, các chị và các em đã mang đến cho buổi lễ ngày hôm nay một tiết mục vô cùng đặc biệt như thế. Tiếp theo chương trình văn nghệ, xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chúng ta hãy chào đón một tiết mục múa mang một giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. Tiết mục múa Quê Tôi do đội múa đến từ cụm dân cư số 2 thể hiện.